Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ là sáng Chủ nhật, thì sáng nay gia đình mình sẽ đi ăn sáng ở một chỗ rất là đặc biệt. Cho nên mình sẽ quay phim cái chỗ này lại để mời quý vị và các bạn cùng xem. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ thích chỗ này á. Bây giờ thì gia đình mình đã tới nơi rồi đó. Ôi trời ơi, quá trời xe luôn. Mới có hơn 10 giờ rưỡi sáng thôi mà đông nghẹt xe rồi. Để coi, chắc phải quẹo bên phải thôi. Bên này mình thấy còn chỗ trống. Để coi coi nha. Ở đây, đậu xe ở đây được rồi. Cũng còn mấy chỗ trống ở đây nè. Rồi, vô đây. Rồi, bây giờ quý vị và các bạn biết mình đi tới đâu rồi đúng không? Đây là một ngôi chùa, nhưng không phải là chùa của Việt Nam mà là chùa của Thái Lan. Ở đây cộng đồng người Thái Lan họ tổ chức mua bán, ăn uống vào cái dịp cuối tuần như là thứ Bảy và Chủ nhật. Nhưng mà thực ra thì mình chỉ đi vào ngày Chủ nhật thôi, bởi vì thứ Bảy mình không có rảnh. Ngôi chùa đẹp quá hả? Với cái kiến trúc đặc biệt của người Thái Lan á. Sáng nay đông quá, mặc dù là thời tiết cũng không có được tốt lắm. Trời thì cũng bị sương mù hơi nhiều. Và ở ngoài nhiệt độ bây giờ là khoảng 65 độ F. Thì không lạnh lắm nhưng mà chỉ se lạnh thôi. Chùa đẹp quá. Có muốn chụp hình không? Mình đang đứng chờ gia đình. Thành ra để mình tranh thủ quay một tí các bạn xem ha. Đây là cái khuôn viên ở phía bên ngoài. Con đường này á, nó chia cái khuôn viên chùa ra làm hai phần. Phía bên phải là quý vị thấy đó, đó là cái chánh điện của cái ngôi chùa, nằm ở phía bên tay phải của con đường này. Đẹp quá, cái mái vòm rất là đẹp. Rồi còn ở phía bên tay trái á, là cái khu vực mà bán đồ ăn đó quý vị và các bạn. Còn con đường này đi thẳng là đi xuống bờ sông luôn. Chùa rất là rộng và đẹp nữa. Đây là cái bảng mà giới thiệu về chùa, tên chùa, toàn là chữ Thái thôi, mình không có biết đọc. Mình thấy đa số những người mà đi đến đây để mua sắm và ăn uống á, hơn 70% là những người không phải là dân gốc Á. Có thể là vì họ muốn tới đây để họ tìm hiểu về những cái văn hóa cũng như phong tục của người Thái Lan. Để một hình đó mình quay vòng vòng rồi các bạn sẽ thấy đó. Rồi bây giờ để mình đi qua cái khu vực mà bán đồ ăn, đồ uống nha. Mình ăn uống trước đi, rồi xong rồi mình sẽ đi qua viếng chùa. Ở những cái chỗ đông người như thế này nè, mà có cái gì đó nguy hiểm thì người ta luôn luôn ghi chú. Ví dụ như khi bước lên những cái bậc cầu thang như thế này thì người ta biểu mình là phải chú ý. Ở đây á, thì người ta không cho dẫn chó vào khu vực bán đồ ăn. Họ để cái bảng cấm đó. Mình muốn ăn súp nóng đầu tiên cho nên mình xuống xếp hàng ở cái khu vực mà bán noodle, tức là mấy cái món nước mà nóng. Ở Mỹ là vậy đó quý vị và các bạn. Đi đến những chỗ đông người á, thì người ta tự động xếp hàng thôi, để mà chờ lần lượt tới cái tên của mình thì mình mới được phục vụ. Chứ không có cái chuyện mà chen lấn. Cứ ai tới trước thì đứng trước, rồi cứ theo cái đường mà đi vô thôi. Cái like này hơi dài á. Mình đang chờ mình khỏi phải xếp hàng để người nhà mình mua cho mình. Mình đứng ở ngoài mình quay phim để quý vị và các bạn cùng xem ha. Rồi trong lúc người nhà mình đi vô mua đồ á thì mình đứng ở đây mình quay một tí. Bây giờ còn khá sớm, 10 giờ để coi, 10 giờ 45 phút rồi. Mà như vậy đối với người Mỹ vào sáng Chủ nhật thì giờ này vẫn còn sớm. Quý vị và các bạn thấy không, nguyên một dãy ở dưới là chỗ để cho người ta ngồi người ta ăn. Còn bên phía bên trên này á, là cái chỗ bán đồ ăn. Sau khi mà order xong, lấy đồ ăn xong thì hoặc là người ta có thể ngồi ở trên nhà. Cũng có cái khu vực ở phía bên kia cho người ta ngồi. Nhưng mà thường á, là người ta thích là đem ra phía gần bờ sông á, để mà người ta ngồi ăn. Để mình quay cái khu vực bán hàng trước cho quý vị và các bạn xem ha. Rồi một hồi mình sẽ quay cái khu vực ở đằng sau ăn uống. Chỗ ngồi ăn uống ở phía bờ sông. Anh chàng này đang chiên chuối. Đây là cái chỗ mà bán đồ chiên, chuối chiên, khoai lang chiên. Đây cái bảng giá nè, chuối chiên 5 miếng là 5 đồng, khoai lang chiên 5 miếng là 5 đồng. Để mình đi xích lại đây tí nha. Ở đây là người ta bán xôi cơm nếp á, sticky rice là cơm nếp, với lại bán xúc xích, cá chiên và gà chiên. Nhìn hấp dẫn quá ha. Để một hồi mình mua món xúc xích bò ở đây. Bò chiên cũng ngon á. Chút cho mình nói xã mình mua. Rồi để đi qua đây có họ bán gì nha. Bên đây là cái chỗ người ta bán đồ tráng miệng, xôi, chè, chỉ cả bánh nữa, rau câu, nhiều thứ quá, nhiều thứ lắm. Nhưng mà cái này là những cái món ngọt đó quý vị và các bạn. Rồi để coi bên đây là bán gì nha. Ở đây là người ta bán cơm, bán cà ri, bán những cái món ăn của người Thái như là phật Thái. Món đó mình cũng thích. Nhưng mà trước hết để mua súp ăn trước cái đã, cho nóng, cho ấm cái bụng đã. Ý, ở bên đây họ làm gì đẹp quá ta. Đây cũng là một cái lối dẫn đi vô cái khu vực mua hàng. Hồi nãy là mình đi bên hông, cái này là ở phía trước người ta đi vô. Wow, đẹp quá. Ở đây họ tỉa những cái trái dưa lưới, trái dưa hấu. Đẹp quá ta. Người Thái Lan họ cũng khéo tay lắm đó quý vị và các bạn. Giờ này chỉ là đầu giờ thôi. Hồi nãy mình quay ở phía bờ sông á, thấy người ta ngồi cũng chưa có đông. Nhưng mà ngoài bãi xe thì xe đã đậu đầy nhóc rồi. Bởi vì đi xe hơi thành ra có khi một người một chiếc, cho nên bãi xe thì đông vậy đó. Nhưng mà trong này thì số lượng người cũng chưa phải là đông lắm. Nhưng một hồi nữa thì mình nghĩ chắc sẽ đông lắm á. Tại nay Chủ nhật mà người ta không có đi làm. Ở đây bán cà ri Thái nè. Quý vị và các bạn thấy không, đa số là người châu Âu, châu Mỹ chứ không phải là người gốc Á đâu. Okay, thank you. Is that kid coming? Khuôn viên chùa đẹp quá phải không quý vị và các bạn? Sau khi mà mua đồ ăn xong thì mình lấy đũa muỗng rồi mình sẽ đem đồ ăn của mình đi ra phía ngoài sau mà ngồi ăn. Để mình quay qua bên đây là cái khu vực của chùa nè. Mình muốn quay một vòng nữa để quý vị và các bạn cùng xem. Cảnh rất là đẹp. Mình thích nhất á, là ở đây họ có cái bờ sông ở phía sau á. Để một hồi nữa mình sẽ đi từ từ ra ngoài sau. Rồi mình quay cho quý vị và các bạn xem. Bờ sông rất là đẹp. Cá ở dưới sông cũng nhiều nữa. Đi vô bên trong nhà, tức là phía bên tay trái của mình là khu vực phòng vệ sinh. Cũng rộng và sạch lắm. Bên đây là mình đi trở lại cái chỗ mà người ta bán cơm nếp. Mình thấy cái chỗ này họ nấu rất là lạ nè. Để mình quay cái bếp cho quý vị và các bạn cùng xem nha. Good morning. Sticky rice. Oh, sticky rice. Yes. Sticky rice. Các bạn biết là họ bỏ nếp vô trong cái rổ bằng cây như vậy đó. Mình không biết kêu cái này là cái gì, rồi xong rồi để trên cái nồi thôi. Đó, như vậy đó quý vị và các bạn. Xong rồi thì họ mới múc ra những cái cây như thế này mà họ bán. Ở đây là cái gian hàng bán đồ đặc sản của người Thái. Có những cái món như là giống như là mắm tôm của mình đó. Tại vì lúc trước mình có mua ăn nhưng ăn không có được. Nó lạ lắm, cái mùi nó nặng lắm và chua nữa. Để mình quay bên đây lại cho quý vị các bạn cùng xem nha. Trời, giờ chị này xới lên chứ không phải ém lại. Tức là cái đó gần chín nhưng chưa được chín. Rồi phải chờ một tí nữa. Còn cái là bên đây là chắc chị sẽ để nếp ra chị nấu. Chị hấp tiếp. Rất nhiều người khách họ không biết cho nên họ chỉ muốn thử thôi. Cũng như giống mình lúc trước cũng vậy. Mình cũng ưa thử lắm. Nhưng mà món nào mà ăn được thì mình cũng mua tiếp. Còn không thì thôi, không dám thử lần thứ hai. Đứng nhìn qua thấy cảnh chùa đẹp quá ha quý vị. Người ta cũng đang đi vô nữa đó. Rồi bây giờ mình thấy gia đình mình rồi đó. Mình thấy cái chỗ gia đình mình ngồi rồi đó. Rồi bây giờ để mình sẽ đi xuống quay cái khu vực mà ngồi ăn uống ở phía bên dưới cho quý vị và các bạn cùng xem nha. Ở phía đằng sau này là một con sông rất là đẹp và có cái cầu tàu đi ra ngoài. Thôi, để mình đi xuống ăn cái đã. Rồi xong rồi mình quay tiếp cho quý vị và các bạn cùng xem ha. Để người nhà mình chờ mình lâu quá. Rồi, ba ăn nữa. Đây là cái chỗ mà bỏ rác. Quý vị và các bạn có để ý thấy không? Ở đây là cái chỗ đông người tụ tập để ăn uống. Nhưng mà họ giữ gìn vệ sinh rất là sạch. Có những cái chỗ để rác như thế này, sau khi ăn xong thì mình phải tự động dọn dẹp và đem đến đúng chỗ mà mình bỏ rác. Ở đây người Mỹ họ thích nuôi chó lắm. Mà quý vị có nhớ hồi nãy có cái bản cấm không có cho dẫn chó vào cái khu vực mà bán đồ ăn đó, thì những người chủ của chó phải đem chó ra cái khu vực ở ngoài này nè, rồi chờ người nhà mua đồ ăn đem ra rồi mới bắt đầu ăn uống. Người Mỹ họ rất là yêu thú vật như là chó, mèo. Họ xem những cái con này như là bạn của họ vậy đó quý vị và các bạn. Nhìn dễ thương quá. Rồi để nói thêm về cái việc đổ rác. Rác mà sau khi mà mình ăn xong rồi á, thì mình cũng phải phân loại rác khô và rác có nước. Tại vì ở đây có những món nước á, thì nước á, các bạn phải đổ vô trong cái thùng có cái ray lọc như vậy, như người ta đang đổ đó, để hứng cái nước lại. Phần xác nằm ở trên, còn những cái rác khô á, thì mình bỏ vào trong thùng. Sau khi ăn uống xong rồi, mình đi quay tiếp cho quý vị và các bạn cùng xem đây. Quý vị và các bạn thấy bây giờ người ta ra ngoài này ngồi ăn đông ghê ha. Bắt con chó mình không có đi được, phải đi vòng qua chỗ khác đây. Không khí hôm nay thì chỉ hơi hơi se lạnh thôi, chứ cũng không có lạnh lắm. Đây là một cái biểu tượng của chùa Thái á, giống như là cái bàn thờ ở ngoài trời của mình đó quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thấy chỗ ăn uống đông người mà nhìn sạch sẽ ghê ha, chỉ có lá cây rụng dưới đất thôi. Tuyệt nhiên là không có một cái miếng rác nào nằm ở dưới đất hết á. Rồi để mình đi xuống cái khu vực ở phía bên dưới này ha. Trời giờ này người ta còn xếp hàng ở trên đông ghê chưa. Người ta đang chờ để mua đồ ăn nữa đó. Bây giờ người ta tới đông rồi. Ở ngoài không còn chỗ đậu xe cho nên phải đậu xe tuốt ở trong này luôn. Bây giờ để mình đi xuống cái khu vực ở phía góc dưới này, chỗ mấy bụi tre đẹp quá. Để coi coi họ bán cái gì dưới này nha. Bình thường lúc trước thì họ bán cây trồng với lại bán rau quả tươi á. Nhưng hôm nay không biết họ bán cái gì. Mình thấy cũng có cây trồng đó. Đúng rồi. Nhưng mà không có nhiều, tại vì mùa đông họ không có đem ra đây bán nhiều. Có lá dứa nè. Rồi bên kia họ bán hoa lan. Bên đây họ bán rau thơm với lại cây trúc. Nếu mà đi vào mùa hè thì ở khu vực này họ sẽ bán rau quả nhiều hơn. Nó giống như là một góc của chợ quê hương mình vậy đó. Ở phía sau là có bụi trúc nè, rồi họ bán rau, rồi bán trái cây. Cũng vui lắm, nhưng mà bây giờ là mùa đông ra không có được sầm uất lắm. Hoa lan đẹp quá, thấy không quý vị và các bạn? Người Thái là họ có cái tay nghề trồng hoa lan rất là hay. Đẹp ghê chưa? Bởi vì hoa lan là quốc hoa của người Thái mà. Rồi để mình đi vô coi họ bán cái gì đây nghe. Cái này là trái cây tươi. Họ vô hộp sẵn như vậy. Có mít nè. Có những cái trái táo. Táo nhỏ, táo Việt Nam. Rồi có khế. Để mình coi trong này. Đúng rồi, trong này họ bán rau nè. Những người mua bán ở đây á là người Thái. Và khách hàng thì đa số không phải là người gốc Á. Có những người đến từ cái bang khác nữa đó quý vị và các bạn. Bởi vì cái ngôi chùa Thái Lan này rất là nổi tiếng, cho nên những cái du khách mà ở những cái tiểu bang khác khi họ tới Florida thì họ thường tới cái khu chùa này để mà họ thưởng thức cái ẩm thực của người Thái, và họ mua những cái đặc sản mà chỉ có riêng người Thái họ mới có thôi. Ví dụ như những cái món cà ri của người Thái họ nấu khác hẳn người Việt mình, với lại những cái món mắm của người Thái họ khác lắm quý vị. Ăn cái vị nó rất là cay và chua. Còn món ăn của người Thái thì họ cho nước cốt dừa rất là nhiều. Bông lan đẹp quá. Mình thích hoa lan nhất á. 8 đồng một chậu như thế này. Tại vì chậu này nó nhỏ và cái loại hoa lan này thì dễ trồng, cho nên giá không có mắc, chỉ có 8 đồng một chậu như thế này thôi. Nhưng mà có những cái chậu lan thì rất là mắc. Thí dụ như mấy cái chậu bên đây nè, 3 chậu 20 đồng thì cũng không mắc, rẻ. Tại cái khu vực này là bán những cái bông lan không có đẹp. Còn 3 cây 10 đồng là bán họ những cái bông lan mà nó đã không còn bông nữa. Đây, mấy cái ngoài này mới là lan đẹp nè. Để mình đi ra coi nghe. Ồ, đẹp ghê chưa? Đẹp quá. Một chậu như vậy là 25 đồng. Nhiều ghê ha. Đẹp quá. Cái chỗ này là chỗ trả tiền. Mình mua xong mình đem lại đây mình trả tiền. Mấy cái chậu lan mà treo như vậy á, ở đây là có giá từ 25, 30 đồng một chậu. Còn cái chậu này là để coi, chậu nhỏ là 15 đồng thôi. Nè, cái này mới đẹp nè. Thank you. Sao mà họ trồng hay quá ha quý vị và các bạn. Mình cũng lúc trước mình mua nhiều lắm, nhưng mà về mình trồng thì nó có một số chậu vẫn sống nhưng mà nó không có ra bông. Chủ yếu là mình mua để mà cái lúc mà nó có bông á thì mình chưng cho đẹp thôi. Rồi sau đó thì toàn lá thôi. Để mình quay lại mấy cái chậu lan này coi nè. Ồ, đủ màu sắc luôn, đẹp quá. Cái này thì không phải là hoa lan, nó gọi là lan mà chỉ lá thôi, 12 đồng một chậu. Còn mấy cái bông lan này là 35 đồng một chậu. Để coi, cái này là 35 đồng. Còn cái chậu hoa màu cam này là 30 đồng. Những cái hoa lan to thì là 35 hoặc 40 đồng một chậu. Còn những cái loại khác thì có giá từ 25, 30, 35 tùy loại. Đẹp quá. Ở đây có một cái chỗ bán đồ ăn mà họ nấu ở bên ngoài trời nè. Ở đây thì họ bán cũng đặc sản của người Thái Lan. Ví dụ như xôi xoài. Món xôi xoài này con gái mình thích lắm. Nào đi ra đây nó cũng thích cái này. Xôi xoài á, thì họ cũng dùng nếp họ nấu. Như là nấu cơm nếp của mình vậy đó. Mà họ có bỏ nước dừa với lại tí đường, tí muối vô. và họ ăn với lại xoài. Nhưng cái xôi của họ rất là thơm và béo, bởi vì người Thái Lan họ rất thích ăn nước cốt dừa. Rồi, để bây giờ để mình đi quay trở lại đây và mình muốn ra phía bờ sông. Để mình xem nha. Đây là một người tình nguyện, họ làm việc thu dọn ở đây đó. Quá trời chim luôn. Nhìn người ta ăn uống vui vẻ quá ha. Con người ở đây họ thân thiện lắm đó, quý vị và các bạn. Wow, quá chừng chim luôn. Bây giờ có người ta ra ngoài cầu Tàu á, cho nên mấy con chim nó không có đậu ở đó nữa mà nó bay, cho nên mình thấy nhiều quá. Hồi sáng thì mình thấy nó đậu ở trên mấy cái thành của chiếc cầu Tàu này nè, nhiều lắm. Wow, quá chừng luôn. Nên đứa bé nó thích lắm. Nhưng mà tại hôm nay á, mùa đông rồi, trời á, hơi bị sương mù, không có thấy rõ lắm. Dự báo thời tiết á, khi là chiều nay mưa nữa, cho nên là không có mặt trời gì hết trơn á. Chứ nếu có nắng lên thì rất là đẹp. Giờ này cũng là 11 giờ mấy rồi đó quý vị và các bạn. Hơn 11 giờ rưỡi rồi. Cái nhà trong cùng là cái nhà bán đồ ăn. Ở phía bên tay trái là khu vực chính điện của chùa Thái Lan. Rồi ở cái khu vực này là người ta đem đồ ăn ra ăn ngoài trời. Ai thích ngồi ăn thì ăn, còn ai thích ngắm sông, ngắm nước, rồi ngắm chim trời thì cứ ngắm. Cuộc sống rất là thanh bình. Sông nước nhìn cũng giống như ở Việt Nam vậy ha quý vị và các bạn. Công nhận người Thái Lan họ chọn cái khu đất này để mà xây lên cái chùa và cái khu mua bán thật là hay. Vợ chồng mình thích cái chỗ này lắm. Mỗi khi mà có thời gian rảnh á, mà không có đi đâu chơi xa thì vợ chồng mình cũng thích đi ra cái chùa này để mà ngồi chơi, nghỉ ngơi, ngắm cảnh, rồi ngắm sông nước, chim trời vậy thôi. Bởi vì ngày thường á, thì họ không có bán gì hết á, cho nên khu chùa rất là yên tĩnh. Và ngồi gió thì mát, sông á, thì nó yên tĩnh và không khí thì trong lành. Rồi nhìn xa xa thì có những cái freeway đó, trước mặt mình là freeway đó quý vị và các bạn. Khi mà ngồi ở đây cái mình thấy như là tách biệt với lại cái thế giới bên ngoài vậy đó. Rất là thích. Còn vào dịp cuối tuần như thế này á, hay là vào ngày Chủ nhật, thì họ mua bán ở đây thì rất là vui vẻ và náo nhiệt. I'm the one that made the reference, of course I am. Qua bên này đứng, góc bên này nhìn qua cũng đẹp nữa. Quay ra cũng đẹp nữa. Ở đây là từ bờ sông nhìn vô phía trong chùa, có nguyên một cái vườn cây. Wow, bây giờ xe đậu quá chừng luôn. Hồi nãy mình tới thì thấy xe đông vậy chứ vẫn còn chỗ đậu nha. Còn bây giờ những người tới sau á là họ phải đậu xe ở bên cái extra parking á, chứ trong khu vực chùa không còn chỗ đậu nữa rồi. Nhìn thích quá phải không quý vị và các bạn? Cho nên đối với quý vị và các bạn mà còn ở Việt Nam á, hay là ở những nơi khác không phải trên đất Mỹ, thì xem video này để biết một cái nét văn hóa của người Thái Lan nói riêng và của người châu Á nói chung ở Florida của mình. Còn đối với quý vị mà ở Mỹ, mà ở những cái tiểu bang khác hay là ở những thành phố lân cận, thì mình hy vọng là qua cái video này thì quý vị và các bạn sẽ có thêm một cái điểm du lịch mới khi mà có dịp đến Florida chơi. Khu này thì mình thấy rất là hay. Rồi bây giờ sau khi đã quay cái cảnh bên khu vực ăn uống xong rồi, bây giờ mình sẽ đi qua khu vực chùa và sẽ quay cái bên trong chùa một tí cho quý vị và các bạn cùng xem nha. Đây là cái mặt tiền để đi vô cái khu chính điện á, thì cái mặt tiền lại quay ra bờ sông. Đa số những người châu Á ở đây là người Thái. Đẹp quá. Nhóm bạn trẻ này ồn ào ghê. Muốn đi vô trong cái khu chính điện này thì mình phải bỏ dép ra, không có được mang dép đi vô trong. Mình bỏ dép ra. Ở đây họ ghi bằng chữ Thái Lan, mình đọc mình không có hiểu, nhưng mà hình vẽ thì mình hiểu được. Mấy chậu hoa lan đẹp quá. Mà bỏ dép ra lạnh ghê. Đây là bên trong của khu chính điện đó quý vị và các bạn. Màu sắc chủ đạo là chỉ có màu đỏ và màu trắng, cho nên nổi lên cái tượng Phật màu vàng. Nhìn rất là đẹp và cũng rất là trang nghiêm. Thì cũng giống như đa số người Việt Nam mình, người Thái họ cũng thờ Phật. Lúc này mình đang đứng ở bên khu chính điện của chùa, nhìn qua cái khu mua bán đồ ăn. Còn ở phía kia là lối đi ra vào đó quý vị và các bạn. Cái cổng hồi nãy mà mình chạy xe vô đó, thì đó là cái phía sau của chùa. Trời ơi, giờ xe đông quá chừng luôn. Giờ khoảng 12 giờ trưa rồi mà người ta cũng còn đi vô nữa. Ở đây thì họ bán từ 8 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều. Nhưng thường là mình chỉ ăn sáng thôi. Buổi trưa mà ăn món ăn Thái Lan á, mình không chịu nổi đâu, mình phải ăn món Việt Nam thôi. Cha con của chú bé này đang bỏ giày ra để đi vô trong chùa. Nhìn ra bờ sông mà ở hướng này thì thấy đẹp quá hả quý vị và các bạn. Ở bên chùa nhìn thẳng ra bờ sông. Đó là khu vực ăn uống. Hơi lạnh quá, đi ra bỏ dép ra đi chân không, lạnh quá. Rồi thôi đi ra mang giày vô. Rồi cái này là mình đang đứng ở dưới, mình nhìn lên trên chùa. Thật ra chùa thì cũng không có lớn, nhưng mà nhìn rất là đẹp, nhìn có cái kiến trúc thật là độc đáo. Nó rất là khác với những cái ngôi chùa Việt Nam của mình. Trời ơi, quá trời xe luôn. Mình thích mấy cái cây cột đèn này nè. Có hình của cái con chim hạc, rồi nó ngậm cái đèn đó quý vị. Nhìn đẹp ghê ha. Rồi xong rồi, sau khi ăn sáng xong rồi quay chính điện cho quý vị và các bạn xem xong rồi. Bây giờ mình đi ra chỗ để xe và lấy xe đi về. Wow, bây giờ bãi xe đông nghẹt luôn, không còn chỗ đậu nữa. Có mấy chiếc xe ở phía sau lưng mình đang chờ mình ra để họ đi vô. Họ thấy mình đi ra họ mừng lắm á, thấy hết chỗ đậu xe rồi. Wow, cái đường trước mặt mình á là không có được đi cái hướng đó mà mình phải quẹo trái. Mà mấy cái chiếc xe này họ đi vòng vòng không có chỗ đậu xe cho nên họ đi ngược hướng rồi. Ở đây chỉ là đường một chiều quẹo trái thôi. Rồi bây giờ đi ra đi về. Không còn chỗ đậu xe cho nên người ta đậu parallel ở ngay đường luôn. Chùa này cũng khá là rộng đó quý vị và các bạn. Nhưng mà bởi vì cái lượng khách đến đây đông quá cho nên không có đủ chỗ đậu xe. Rồi thôi bây giờ đi về thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng với gia đình mình đi ăn sáng ở chùa Thái hôm nay. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nha.